Hồ ly tinh chuyên quyến rũ các nam nhân, lợi dụng tình yêu làm điều bất chính. Theo dõi kênh qua Fairy Tail nào chàng ơi. Chúng chẳng thật lòng yêu ai bao giờ. Duy chỉ Mira là trường hợp đặc biệt. Nàng yêu Leonardo tốt bụng. Sau một lần được chàng triệu phu cứu, Mira chỉ dám trả ơn chàng trai dưới hình dạng thú, không thể ngỏ lời vì sợ lộ thân phận yêu quái. Nàng vẫn chưa đủ sức mạnh để duy trì hình dạng người. Sao cô không hút hồn nam nhân để tăng khí lực hay chiếm luôn cơ thể ấy? Chàng trai nhân hậu thế, nếu làm điều xấu thì ta đâu xứng với chàng. Cô là chỗ cáo hay đến nhà tôi? Cô là yêu quái hay sao? Từ ngày lộ thân phận, Mira không dám bén mảng tới chỗ Leonardo nữa, cho tới khi nàng bắt gặp công chúa Liliana gặp nạn, cố gắng cứu chữa cho cô nhưng bất thành. Đằng nào cô ấy cũng không quá nổi. Nếu có thân xác này, mình có thể đến với Leonardo. Cuối cùng mình đã là con người, mình có thể... Không bé ơi, phần hồn của Liliana vẫn còn đang quyết tâm đòi lại cơ thể. Nếu ta rời khỏi cơ thể cô sẽ không sống nổi. Linh hồn cô sẽ tan biến mãi. Nhìn vào tâm trí nàng hồ ly, Liliana biết Mira nói đúng. Và nàng công chúa còn thấy được nhiều thứ khác. Thôi được, đằng nào thì cô cũng có thứ mà ta đang cần tìm. Liliana luôn muốn tìm được một tình yêu hoàn hảo. Nàng đã trải qua nhiều mối tình nhưng vẫn bất thành. Chính cô vừa bỏ về từ một đám cưới vì không ưng chú rể và gặp nạn rơi xuống gần chỗ Mira. Liliana thấy Leonardo chính là tình yêu hoàn hảo mà cô tìm. Ta sẽ để ngươi dùng cơ thể ta. Ta sẽ giúp ngươi đến với Leonardo luôn. Chịu chứ? Nàng bày cho cô hồ ly kế hoạch để chiếm hữu trái tim của chàng tiều phu. Cô cần phải dưỡng thương lâu đấy. Cô vẫn không nhớ mình là ai hay sao? Mira bắt đầu phải học cách cư xử như con người. Trời ơi, không phải như thế. Ăn bằng dĩa thìa cơ mà. Đừng gặp người với thú vật như thế chứ. Định đi bốn chân thì sao đấy? Không chịu nổi nữa rồi. Nàng hồ ly làm chuyện đó dễ ẹt, đến nỗi nhiều lần Liliana phải chiếm luôn quyền kiểm soát cơ thể. Chàng nấu ăn ngon quá. Giá mà ta được chàng nấu cho cả đời nhỉ? Thì ngày nào tôi chẳng nấu ăn. Đó gọi là tán tỉnh đó. Cô phải làm thế người ta mới để ý mình chứ. Nhưng dễ đoán là Mira làm chuyện tán tỉnh cũng chẳng nên hồn. Cảm ơn chàng. Liệu chàng có... Cứ như vậy thì làm sao nên chuyện được. Liệu chàng có muốn băng bó cho ta cả đời không? Cô sẽ sống khổ thôi mà. Nhưng chẳng hiểu sao, một bậc thầy tình yêu như Liliana lại chẳng thể làm chàng tiều phu rung động. Được, không chịu chứ gì. Mira nhất quyết không dùng năng lực hồ ly vì muốn có được tình yêu thực lòng của Leonardo. Dần dần, Mira cũng học được những tuyệt chiêu của Liliana, nhưng tất nhiên là vẫn vô tác dụng. Đắp chăn đi kẹo lạnh đó. Hai người đành dùng cách cuối cùng. Họ lấy những tờ thông báo tìm kiếm công chúa rồi đem rải trong rừng. Leonardo lập tức báo cáo cho triều đình. Chàng hãy về triều đình với ta, để ta trả ơn chàng. Xin lỗi, thần vẫn còn việc phải làm ở đây. Thần phải tìm một người. Thật ra thần đi được, nhưng chỉ được vài ngày thôi ấy. Liliana, con gái ta. Sao trông con khá quá vậy? Là do sang chấn phải không? Cậu là người của con gái ta. Người đâu? Bán thưởng. Chàng tiều phu được đối xử sung sướng như một ông hoàng, nhưng anh luôn tỏ ra buồn bã.
và đặc biệt được đích thân nàng công chúa chăm sóc tận tình. Ta thích mấy cảnh lãng mạn thế này lắm ý. Chàng có muốn ngắm khung cảnh lãng mạn này cùng ta? Thần no rồi, phải đi ngủ thôi. Người gì đâu mà cứ như cục đá ấy, thấy ghét ghê. Thử hết cách rồi ấy, thôi thì thư giãn đi. Ta sẽ cho cô biết làm công chúa sung sướng thế nào. Làm công chúa sung sướng ghê, cần gì phép thuật chứ. Ai mà chả muốn làm công chúa, hoàng tử, quyền lực vô biên, muốn gì được nấy. Vậy nếu để Leonardo làm hoàng tử, chắc chắn chàng ấy sẽ siêu lòng. Mira muốn cưới Leonardo để biến anh thành hoàng tử. Nhìn ánh mắt tha thiết của con gái, đức vua tin chắc đám cưới lần này sẽ thành công. Phải bàn bạc cho thật kỹ đã, phải ngỏ lời thế nào để chắc chắn chàng ấy đồng ý. Sau cả đêm bàn bạc, hai người mới báo tin cho Leonardo. Thần vui lắm, ai lại không muốn làm hoàng tử chứ. Ta sẽ kiểm soát cơ thể trong đám cưới. Không, phải là tôi chứ. Quá vui sướng, hai người không để ý nét đượm buồn trên mặt của chồng sắp cưới. Con đồng ý. Leonardo, con có đồng ý lấy người phụ nữ này không? Con... không. Ý con là... không đồng ý thì đừng trách ta độc ác. Mira thấy được ngay sự bất thường. Chàng có chuyện gì hả? Nói ngay cho ta mau. Leonardo đành thú nhận rằng đức vua đã đến thông báo tin đám cưới trước Mira. Thần không thể thưa bệ hạ. Thần... thần đã yêu một nàng hồ ly ở trong rừng. Là người mà lại yêu quái vật. Không cưới con ta thì ta phá cả cái rừng đấy. Vì thế nên tán mãi chàng ấy chẳng chịu đổ. Bảo sao chàng cứ luôn buồn bã. Là vì chàng ấy yêu ta. Tại sao chàng lại yêu một đứa yêu quái? Dù là yêu quái, nàng ấy nhân hậu. Nàng ấy sẵn sàng làm người tốt vì thần. Chàng ấy nhân hậu thế, nếu làm điều xấu thì ta đâu xứng với chàng. Thần xin lỗi, thần không yêu công chúa. Đủ rồi, ta sẽ phá cả khu rừng. Lính đâu? Thần sẽ cưới công chúa. Bệ hạ làm ơn. Mi trơ trẹn thế cơ à? Không được. Mira, tại sao? Ra là thế. Bảo sao con gái ta không giống ngày trước. Lính đâu? Để ta. Liliana xuất hồn để tự thân đối chất với nhà vua. Nàng công chúa kể lại tất cả mọi chuyện, minh oan cho bạn mình. Liliana, nhập hồn lại đi, nếu không linh hồn cô sẽ biến mất. Không, ta đã mãn nguyện. Ta phải đi rồi, ta đã hiểu tình yêu thật sự là gì. Cô phải là chính mình mới có thể yêu chàng trai ấy, bạn của ta. Liliana đã tìm được điều nàng luôn đau đáu. Nàng tạm biệt bạn mình, tạm biệt vua cha. Từ đó, Mira có được cơ thể con người của bạn mình. Nàng đã tự tin hơn, nàng đã là chính mình và có thể sống hạnh phúc cùng Leonardo. Mãi mãi cho tới tận cùng thời gian. Một bộ váy đẹp không thể che được tâm hồn ích kỷ. Một vũ khí mạnh không thể khiến bạn trở thành một chiến binh. Tất cả phải tự bản thân tu dưỡng và rèn luyện. Câu chuyện về nàng Celestia cũng như vậy. Cẩn thận đó, Celestia. Cha của Celestia là một người hầu thân cận của vua trong lâu đài phép thuật. Ông Anthony thường xuyên cho nàng vào lâu đài chơi. Nhà vua xin lỗi ngài. Để chuộc lỗi thì hãy bấm nút subscribe kênh World Fairy Tale này nha.
Nhà vua cũng rất mừng khi có Celestia bầu bạn với con gái mình, công chúa Selene. Selene biết Celestia bằng tuổi mình nên càng thân thiện và cởi mở. Cô dẫn Celestia đến nơi mọi người tập luyện phép thuật. Ước gì mình cũng có một cây quyền trượng như vậy. Tuy nhiên, cả hai càng thân thiết thì Celestia lại cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết. Wow. Hả? Mỗi khi những người hầu đó phục vụ Celestia theo lời công chúa thì họ thường tỏ thái độ khinh khỉnh. Ôi, tôi xin lỗi. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của Celestia và Selene, nhà vua đặc biệt tổ chức cho cả hai. Chúc mừng sinh nhật công chúa. Nào, các con ước đi. Còn đây là quà dành cho hai đứa. Đó là ba chiếc quyền trượng phép thuật. Cái đầu là quyền trượng ánh sáng, vẻ bề ngoài khá đơn giản, không lộng lẫy. Cái thứ hai là quyền trượng lửa khá đẹp. Và cái cuối cùng là quyền trượng kỳ lân, được chạm khắc tinh xảo, rất bắt mắt. Các con hãy chọn quyền trượng mà mình thích. Công chúa, chọn quyền trượng kỳ lân đi. Nhưng Selene lại lựa chọn quyền trượng ánh sáng, chiếc quyền trượng bề ngoài kém nổi trội nhất. Ta cảm thấy mình chưa đủ năng lực để sở hữu quyền trượng còn lại. Vậy ta sẽ lấy chiếc quyền trượng kỳ lân này. Từ lâu, Celestia đã khao khát sở hữu một chiếc quyền trượng. Không ngờ tới nó đã thành sự thật, lại còn hơn cả mong đợi. Celestia phấn khích khu quyền trượng, khiến nó bắn phép làm rung cả mạn trượng. Đã kém cỏi thì đừng tùy tiện sử dụng quyền trượng. Hãy biến quyền trượng trở nên phù hợp với mình, đừng chạy theo sức mạnh của nó, nếu không sẽ bị nó thao túng. Hàng ngày, Celestia vào lâu đài phép thuật học tập, rèn luyện cùng công chúa Selene. Nhìn công chúa sử dụng quyền trượng thuần phục, mọi người hết lời ca tụng. Celestia chỉ biết ôm chặt chiếc quyền trượng như một khúc gỗ. Trong buổi dã ngoại của Celestia, và công chúa vô tình đụng phải quỷ rừng. Nó lao đến như muốn nuốt chửng tất cả. Celestia vội vàng điều khiển quyền trượng kỳ lân, nhưng nó không nghe lời nàng. Selene dung quyền trượng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt quỷ. Selene nhanh như chớp diện phóng lên dùng quyền trượng hạ gục quỷ, khiến nó tan biến tức khắc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng khen ngợi sự tài giỏi của Selene. Cô đã hiểu và nắm rõ được sức mạnh của quyền trượng, biến nó nghe theo ý mình. Còn Celestia chỉ biết nhìn chiếc quyền trượng kỳ lân của mình trong sự bất lực. Celestia mang quyền trượng về nhà và vứt vào một góc. Đáng nhẽ ta không nên nhận món quà này. Cô xứng đáng trở thành chủ nhân của chiếc quyền trượng này. Cô ta chính là linh hồn của chiếc quyền trượng kỳ lân. Ánh mắt Celestia rực sáng, như có năng lực vô hình nào đó xâm nhập vào tâm trí nàng. Ta
sẽ không để ai có thể chế nhạo ta được nữa. Đầu tiên, Celestia sẽ cải tạo lại vẻ ngoài nghèo nàn. Nàng đánh tráo chiếc váy mới của công chúa. Selene khi nhận váy thì chiếc váy cũ kỹ xấu xí khác hẳn với bản mẫu được phác thảo trên tay cô. Chuyện gì thế này? Nó thật hợp với ta. Chủ nhân thật xinh đẹp. Hôm sau, Celestia đến lâu đài, trên người mặc đồ của Selene trang điểm xinh xắn. Chiếc váy của tôi, sao cậu dám trộm nó? Cậu đừng có vu khống. Cậu có bằng chứng tôi ăn trộm không? Selene uất ức, không nói lại được mà bỏ đi. Không ngờ Celestia lại nói được những câu tổn thương người khác như vậy. Năng lượng của quyền trượng kỳ lân khiến Celestia như biến thành người khác. Cha, người hãy lấy viên ngọc trai quý nằm ở phòng nhà vua để chúng ta trở nên giàu có hơn, không ai có thể coi thường. Ta không thể làm vậy, nhà vua là người đã cứu mang ta. Ta thà nghèo chứ không bao giờ phản bội người. Đêm đó, Celestia tự ý đột nhập vào phòng nhà vua. Nàng rón rén tiến tới viên ngọc quý, nhưng viên ngọc quá mạnh khiến Celestia không thể chạm tới. Celestia trong lúc bối rối định làm điều, nhưng chợt nghe tiếng bước chân, nàng vội vàng bỏ chạy. Mau bắt kẻ đột nhập. Khỏi cần, ta không sao. Selene cảm thấy khó hiểu và vẫn nung nấu ý định tìm ra kẻ gian đó. Suýt chút nữa ta đã hại nhà vua rồi. Ngươi đã làm rất tốt, không cần phải dằn vặt bản thân. Hôm sau, Celestia vẫn vào lâu đài gặp nhà vua nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Sau quá trình luyện tập, ta đã thấy được sự cố gắng của con. Celine, con khiến ta rất tự hào khi làm chủ được sức mạnh quyền trường ánh sáng. Còn Celestia, con cũng rất chăm chỉ. Tuy nhiên, quyền trường này không dễ dàng thu tóm năng lượng, nên con cần phải rèn luyện thêm. Hãy cho lão già đó thấy khả năng của ngươi, Celestia. Celestia bất ngờ xoay quyền trượng bắn phép về phía Selene. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết điều. Khi ngươi vào căn phòng ta ở Thần Ngọc, ta đã nghĩ ngươi nhất thời bồng bột nên bỏ qua. Không ngờ ngươi chính là kẻ xấu xa đó. Bị lộ tẩy, Celestia đành liều mạng. Cả hai quyền trượng đối đầu nhau. Thù hận trong Celestia càng lớn khiến nàng bị hất quá. Celestia dùng hết sức mạnh khiến quyền trượng của Selene gãy đôi. Celestia như mất lý trí, nàng không còn phân biệt đúng sai. Tỉnh lại đi, Celestia. Con đừng đánh mất bản thân mình. Cái nghèo không có tội, chỉ những người nghèo vì ý chí mới đáng lên án thôi. Nàng cố giằng xé sự hắc hóa của kỳ lân, hả ta đã chiếm hữu cơ thể của Celestia. Celestia. Celestia, cậu vốn là người nhân hậu tốt bụng, đừng để sự xấu xa làm vấy bẩn tâm hồn. Celestia nhớ lại khoảnh khắc nghèo khó nhưng vui vẻ. Mau cút khỏi cơ thể ta. Nữ hoàng kỳ lân bị đẩy khỏi cơ thể Celestia. Không có ta, quyền trượng đó cũng chỉ là thứ vô dụng. Ta sẽ tự tạo ra sức mạnh cho quyền trượng này. Celestia lao đến dùng quyền trượng hạ gục nữ hoàng kỳ lân. Hả?
nàng đã khai sáng sức mạnh thực sự của quyền trượng. Sự mạnh mẽ, chính trực, nhân hậu. Celestia khôi phục quyền trượng ánh sáng của Selene. Con xin lỗi cha, con sai rồi. Giờ tớ đã hiểu những thứ phù hợp với mình mới mang lại giá trị thực sự. Xin lỗi ngài, ta thực sự quá ích kỷ và nông nổi. Đó cũng là bài học dành cho ngươi. Không phải những thứ đẹp đẽ bên ngoài đều là tốt, còn những thứ xấu xí thì vô dụng. Nó đều do cách ta sử dụng mà thôi. Vậy là mọi hiểu lầm được hóa giải. Tất cả cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi trong lâu đài phép thuật. Ở phương quốc thần tiên xa xôi, có hai chị em công chúa kỳ lân hoàng gia xinh đẹp, tài năng, nhưng cũng có đôi phần trái ngược với nhau. Người chị Catherine là người cá tính, nóng nảy, thích đấm đá và chơi khăm mọi người, đặc biệt là em gái của mình. Thì Amelia lại là người thích làm đẹp, dễ nhường nhịn và đặc biệt là cô thường xuyên ca hát để rủ bạn bè động vật. Đến vui đùa. Tuy hai người vẫn quý mến nhau, nhưng nhiều lúc họ đơn giản chỉ muốn tránh đụng chạm đến nhau để giữ hòa bình giữa hai bên, nên rất ít khi phối hợp làm việc. Điều này làm cho nữ hoàng, người gần đất xa trời và là mẹ của hai chị em họ, rất phiền lòng. Một hôm, nữ hoàng cùng hai cô con gái đến khu rừng thần tiên, nơi các sinh vật kỳ bí sinh sống, để tìm hiểu về một nhóm quỷ sống ở đây đang bí mật thu thập phép thuật của người dân gần đây. Trong lúc ba người đang tìm kiếm tung tích của chúng thì họ phát hiện ra có một tên quỷ nhỏ lén lút quanh đó, nên Catherine vội vàng bắn phép vào nó. Chắc đây là đồng bọn của nhóm quỷ rồi, con sẽ đi bắt hắn để hỏi chuyện. Cat, đừng manh động. Sức khỏe của mẹ không tốt nên mẹ ở lại đây chờ bọn con. Con sẽ đi theo chị ấy để ngăn chị ấy không dùng phép thuật quá mức, gây tổn thương đến tên quỷ nhỏ và làm mất manh mối quan trọng này. Được rồi Amy, con mau đi tìm Cat đi. Lúc Amelina đến nơi thì cũng là lúc Catherine bắt được tên quỷ nhỏ để tra khảo. Nhưng tên đó chỉ sợ hãi, chỉ tay về hướng hai chị em vừa rời đi. Tay sai của quỷ dương đã đến, mau trở lại đây. Ôi không, mẹ. Họ vội vàng quay lại thì thấy nữ hoàng bị thương trên người. Catherine, Amelia, các con mau đỡ ta dậy. Catherine vội vàng đến đỡ mẹ, nhưng Amelia nhận ra bình thường nữ hoàng sẽ gọi họ bằng tên Cat và Ame, chứ không gọi thẳng như vậy, nên cô cố ngăn chị lại nhưng đã quá muộn. Catherine vừa chạm vào nữ hoàng thì có một luồng phép thuật hắc ám xâm nhập vào cơ thể và hút toàn bộ sức mạnh của nàng. Amelia vội kéo Catherine ra, nhưng nguồn phép thuật hắc ám từ chị gái cũng khiến cô bị hút hết phép thuật. Sau đó, nữ hoàng biến mất, để lại hai nàng công chúa ngất lịm cùng với chiếc sừng kỳ lân, biểu tượng cho phép thuật đã biến mất. Hai chị em tỉnh lại khi thấy tên quỷ nhỏ trước đó đang ngồi cạnh chăm sóc bọn họ. Catherine và Amelia không thấy nữ hoàng ở đâu, cũng như không còn phép thuật, nên họ bắt đầu tra hỏi tên quỷ nhỏ. Tên quỷ nhỏ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Catherine thì không cất nổi tiếng. Catherine, em nghĩ chúng ta thay vì uy hiếp tên này bằng nắm đấm, có lẽ dùng lời nói ngọt ngào khuyên bảo nhẹ nhàng thì nó sẽ bình tĩnh kể lại chuyện vừa rồi. Hơn nữa, có vẻ nó cũng vừa chăm sóc chúng ta lúc nãy, nên chắc nó không muốn làm hại chúng ta đâu. Catherine không hài lòng với cách giải quyết này, nhưng đúng là cho dù nàng dọa nạt tên quỷ như thế nào thì nó cũng không nói gì, nên nàng giao nó lại cho Amelia. Được rồi quỷ nhỏ, hãy nói cho ta chuyện gì đã khiến ngươi bị thương và tại sao ngươi đang có vẻ với chúng ta lúc này. Cảm nhận được sự quan tâm trong câu nói của Amelia, tên quỷ nhỏ vội vàng đáp. Thật ra ta từng là thuộc hạ của quỷ dương, kẻ đứng đầu nhóm quỷ ăn cắp phép thuật của mọi người dạo này. Nhưng vì lúc nào ta cũng hậu đậu, làm không được việc nên bị quỷ dương và đồng bọn coi thường, làm tổn thương, nên bấy lâu nay ta luôn muốn bỏ trốn. Hôm nay ta nghe được kế hoạch muốn bắt cóc nữ hoàng của quỷ dương, nhưng thực tâm ta không muốn làm hại người tốt như nữ hoàng, cũng như không muốn quỷ dương thống trị nơi này bằng sự hách dịch của hắn. Có điều
vì ta quá nhút nhát, rón rén, không dám nói gì nên đã khiến các công chúa sinh nghi và đuổi theo mà chưa kịp giải thích gì. Hơn nữa, nữ hoàng vừa rồi cũng chỉ là một tên quỷ trá hình nhằm hút nốt phép thuật của hai công chúa, còn nữ hoàng thực chắc đã bị bắt giữ rồi. Nhưng bây giờ chỉ cần các công chúa tha thứ và thu nhận ta, ta xin hứa sẽ giúp hai người tìm ra nơi trú ngụ của nhóm quỷ. Nếu vậy, thì tốt quá rồi. Chị Katerina thấy sao? Dù chính ngươi đã gián tiếp gây ra sự việc này, nhưng hãy mau nhanh chỉ đường và chuộc lỗi đi. Nếu như ngươi dở trò gì thì ta sẽ cho ngươi một trận đó, biết chưa? Hai chị em cùng quỷ nhỏ đi đến một khúc sông chảy xiết, nhưng đến nơi thì đã thấy cây cầu bị phá hỏng. Vì nóng vội muốn đi tìm nhóm quỷ, Catherine bất chấp lời khuyên của Amelia rằng họ có thể làm hại những sinh vật sống trên cây và chém đổ cây gần đó để làm cầu. Khi nàng vừa đi được vài bước thì những sinh vật sống ở cây tấn công nàng vì hành động bốc đồng gây tổn hại đến họ. Điều này khiến cho Catherine bị mất thăng bằng và ngã xuống sông. Amelia tìm cách cứu Catherine, nhưng vốn cô không phải người thường xuyên rèn luyện cơ thể nên một mình cô không thể kéo chị mình lên được nếu không có sự giúp đỡ của tên quỷ nhỏ. Sao mà họ dám làm như vậy với ta? Ta sẽ... Nhưng chị là người phá hỏng nhà của họ, khiến một số người bị thương nên họ mới tức giận vậy. Nếu chị bình tĩnh, học cách nhẹ nhàng hỏi thăm những sinh vật quanh đây thì em chắc chắn họ sẽ giúp chúng ta mà. Sau đó, Amelia chạy đến xin lỗi những nàng tiên và hứa sẽ giúp họ khôi phục cây cổ thụ. Chúng ta có thể đưa mọi người qua sông bằng bụi tiên của họ nếu mọi người đồng ý giúp chúng ta xây lại tổ của mình. Không ngờ chỉ với lời khuyên nhẹ nhàng của Amelia mà cả tên quỷ nhỏ và nhóm tiên lại dễ dàng giúp chúng ta như vậy. Có lẽ đúng như Amelia đã nói, không phải lúc nào dùng sức mạnh cũng có thể giải quyết nhanh chóng mọi việc. Vì vậy, dù Catherine cũng chấp nhận chuộc lỗi và làm việc cùng với mọi người, có điều Amelia vì bản tính tốt bụng, không biết từ chối, nên nhóm tiên lại ăn vạ, đòi làm thêm nhiều căn nhà nữa cho từng người ở, cũng như tìm thức ăn dự trữ. Amelia, em không thể cứ nhận lời họ làm việc như vậy được. Em trông tiều tụy lắm rồi, và điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và quá trình tìm kiếm mẹ của chúng ta. Giả lại, những đàn tiên nhỏ trong tháo giác thông minh lại không làm việc năng suất bằng tên quỷ nhỏ kia sao? Không ai được coi thường chúng ta như vậy. Đợi đấy đi, chúng ta sẽ cho hai công chúa thấy sức mạnh của chúng ta. Quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn, nhóm tiên đã tự hoàn thành tổ cho mình. Tại sao những câu nói nặng lời của chị lại có thể khiến họ chăm chỉ làm việc chứ? Thật ra đó là lời khích thì đúng hơn. Những sinh vật cao quý như các nàng tiên đây cũng giống như ta thôi, rất ghét bị so sánh khả năng của mình. Vì vậy ta đã lợi dụng điểm đó để khiến họ trở nên chăm chỉ. Hơn nữa, không phải lúc nào ăn nói nhẹ nhàng và tự chịu thiệt mà không nói gì thì là sự lựa chọn tốt nhất. Nhiều lúc chúng ta nên nhu và cương đúng chỗ, đúng lúc thì mới làm tốt mọi thứ. Sau đó, cả hai dần dần hiểu nhau hơn, cũng như được nhóm tiên đưa qua sông và đến được hang dơi, nơi trú ngụ của nhóm quỷ và quỷ dương. Cuối cùng, với nguồn phép thuật mà các ngươi tìm kiếm cho ta mấy lâu, ta cũng có đủ sức mạnh để thâu tóm vương quốc đi rồi. Nếu nguồn sức mạnh của quỷ dương đến từ cây quyền trượng đó, thì chúng ta phải nghĩ cách vượt qua đám lâu la để đoạt lấy nó. Nhưng mà chúng quá đông, còn chúng ta không còn phép thuật nên rất dễ bị đánh bại. Nếu vậy, em có cách này. Đến cả nữ hoàng cũng bại dưới tay của chúng ta. Nhưng nếu còn bọn ta thì các ngươi đừng hòng thực hiện kế hoạch thâu tóm vương quốc này. Mạnh miệng đó, ta sẽ khiến nàng thua tâm phục khẩu phục. Bọn bay, nhanh bắt nàng ấy lại đi. Có điều, nhóm quỷ lại không hề biết rằng chúng đã rơi vào bẫy của hai chị em Lập Sa, khiến chúng xoay sở không kịp và hỗn loạn. Quỷ dương tiến tới để bắt Amelia, nhưng Catherine cũng nhanh chóng tạo chướng ngại vật để ngăn cản hắn lại. Thậm chí Catherine còn phản được phép thuật của hắn bằng chiếc gương của Amelia. Không ngờ mấy món đồ nữ tính của em lại có thể giúp chúng ta xử lý. Nhưng em vẫn chưa thấy mẹ ở đâu trong hang dơi này. Vì bà ta vẫn đang nằm trong tay ta lúc này. Hãy thả mẹ ta ra. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Chị Catherine, tên quỷ dương
Ta không cho phép ngươi làm hại những người ta yêu quý đâu. Trong lúc Amelia đang cố gắng chống cự, Catherine nghe thấy tiếng vang của em gái vang vọng khắp hang động, khiến cho những chú dơi cũng bắt đầu thức giấc. Amelia, chẳng phải giọng hát của em luôn thu hút động vật sao? Ta nghe thấy tiếng dơi quanh đây, nên nếu em hát lúc này thì chúng sẽ tìm đến đây giúp chúng ta. Amelia làm theo và cất tiếng hát lên, khiến bầy dơi trong hang động bay loạn lên về phía họ. Điều này làm cho quỷ dương mất tầm nhìn và nhân cơ hội, Catherine đoạt lấy cây quyền trượng của hắn. Hai chị em hợp sức bẻ gãy quyền trượng, khiến cho một luồng sáng bộc phát và trả lại toàn bộ sức mạnh phép thuật cho những người bị mất. Khi hai chị em định giải cứu mẹ thì bất ngờ một làn khói tỏa ra từ quyền trượng và biến quỷ dương thành nữ hoàng trong sự ngỡ ngàng của hai chị em. Tại sao mẹ lại là quỷ dương? Vì mẹ chính là người đứng đằng sau chuyện này mà. Do mẹ muốn hai con có những tấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu của nhau, nên mẹ đã lập nên kế hoạch này. Và sau kia trải qua nhiều khó khăn, ta đã thấy hai con đã học được cách đoàn kết và bổ trợ cho nhau khi giải quyết công việc. Quá ra là vậy. Chúng con đã hiểu ý tốt của mẹ khi thử thách tình đoàn kết của cả hai trong chặng đường vừa qua. Chúng con cũng biết mỗi người đều có những sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của nhau, cũng như làm thế nào để cùng thấu hiểu, bù đắp, hỗ trợ nhau một cách tốt nhất ạ. Sau đó, nữ hoàng cùng hai người con gái trở về cung điện. Và rồi, một thời kỳ dương thịnh của Dương quốc lại bắt đầu với sự lãnh đạo của cả hai công chúa Kỳ Lân. Ôi, chuyện gì thế này? Nếu bạn thắc mắc, một cô gái tầm thường như tôi bằng cách nào lại khiến đến ba chàng hoàng tử đẹp trai giàu có theo đuổi mình, thì câu trả lời là tôi cũng chịu. Công chúa, liệu ta có vinh hạnh mời nàng nhảy một điệu không? Còn đứng ngây ngốc như thế làm gì? Nàng mỗi chân ta cũng sẽ đau lòng. Hôm nay để ta dẫn công chúa của ta đi chơi nhé. Nàng muốn ăn gì nào? Nhưng ta không phải công chúa. Câu chuyện này bắt đầu từ sự kiện diễn ra từ một tuần trước. Ta là Mila, một thiếu nữ lớn lên ở ngôi làng nghèo đói. Mila, chị xinh quá, xinh như công chúa vậy. Lớn lên em nhất định phải lấy chị Mila. Dớ dẫn, làm gì có công chúa nào nghèo như chị. Thế mà lời nói đó thành hiện thực. Ta thật sự có khuôn mặt giống như công chúa. Cái gì? Đó là công chúa Lami, người đang trên đường đến điểm hẹn với tình nhân, bỏ trốn khỏi bữa tiệc kén rể của chính mình. Dĩ nhiên là ta thấy việc từ bỏ tất cả phú quý giàu sang để theo đuổi tình yêu là một thứ gì đó ngu dại. Nhưng ta còn muốn sống nên đành nén lại. Hơn nữa, công chúa đưa ra một đề xuất béo bở vô cùng. Chỉ cần đóng giả làm công chúa trong một tháng, đồng thời phá nát bữa tiệc, khiến không gã hoàng tử lêu lỏng nào còn có ý định tiến xa với nàng ta, ta sẽ có một số tiền kết xù, nhiều đến nỗi có kiếm cả đời cũng chưa chắc có được. Tự công chúa không phá hủy được hay sao? Dĩ nhiên là không rồi. Ta quá hoàn hảo, không thể biến mình trở nên đáng ghét được. Không, cô rất giỏi trong việc này thì có. Vậy là cứ như vậy, số phận của ta đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Lami phải tăng lương cho ta thôi. Công việc phá tanh bành buổi tiệc như thể sinh ra cho ta rồi. Mọi chuyện tuyệt hơn là ta tưởng. Lần đầu tiên ta có thể thỏa thuê thưởng thức những món ăn đắt tiền như thế. Nhưng đám người quý tộc thì lạ lắm, họ gần như chẳng chịu ăn uống gì mà chỉ nhìn ta trân trân. Còn gì nữa đâu bạn? Ăn nhiều khó vận động không tốt đâu. Để ta ăn hộ mấy chàng nha. Mila, con đang làm gì vậy? Vua cha mà có mệnh hệ gì là ta không xong được đâu. Vậy nên vô cùng ra dáng cô con gái cưng hiếu thảo, ta phi đến bế ông chạy băng băng như vác bao gạo nhỏ đi gặp đại phu gấp. À quên, chúc cả nhà ngon miệng. Phen này chắc chắn ta đã hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc rồi. Thế nhưng không thể nào ngờ được, lũ người giàu có lại có tư duy quái đản như thế. Cả ba đối tượng kết hôn của ta đều nói ta cái gì mà đơn thuần, thú vị, khác với những cô gái mà họ từng gặp, và kết luận bằng câu chốt xanh rờn, muốn chinh phục ta. Đầu tiên là Simon, hắn đích thân đến mời ta trở thành bạn nhảy của hắn. Dù ta có đạp trúng chân hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói không sao. Ôi, cái này là ta nhảy kém thật, không cần giả vờ. Cái đoạn đường trở về, Simon bế ta mà không cần dùng đến xe. Hả?
kế đến là Leo, chàng hoàng tử giỏi thể thao. Hắn nhất quyết phải lôi ta theo cùng tham gia buổi săn bắn. Dù vướng víu như vậy, nhưng bất kỳ mũi tên nào hắn bắn ra đều trúng mục tiêu hết. Săn bắn con thú vô tội thì có gì hay cơ chứ, thật tàn nhẫn. Đến lúc ta ra tay rồi, mọi con mồi hắn định bắn đều bị ta làm sổng mất. Kết quả là Leo thua đến thảm hại. Ôi trời, nhìn cái điệu bộ tức giận của hắn kìa. Nhưng tối đó, trước cửa phòng ta lại xuất hiện một chú thỏ vô cùng xinh xắn. Chà, đáng yêu quá, lại còn có lời nhắn nữa hả? Xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi. Ta chỉ muốn nói với nàng rằng, miễn nàng thích, ta sẽ không làm những việc tàn bạo nữa. Xem ra hắn ta cũng khá là đáng yêu đấy nhỉ. Cuối cùng là Zedro, chàng hoàng tử đào hoa và cũng hài hước, nhiều năng lượng nhất. Thay vì đến những nơi hào nhoáng nhàm chán, Zedro đem ta trốn đi vi hành những khu phố của người dân. Điều kỳ lạ là nơi này đối với ta đã quá quen thuộc, nhưng hình như với Zedro cũng không chút lạ lẫm nào. Suốt một ngày, chúng ta trải qua thật nhiều kỷ niệm với nhau, cùng giúp đỡ những người khốn khó, sẵn sàng lao vào hỗ trợ bất kỳ công việc khó nhọc gì, thậm chí là bất chấp cả nguy hiểm. Khác với tất cả cảm xúc trước đây, ở cạnh Zedro, ta cảm nhận được sự gần gũi, bình yên đến lạ. Chàng hình như đã rất quen thuộc với những việc như này. Đó là một câu chuyện dài. Có ai nói với nàng rằng khi ai đó bảo câu chuyện dài, tức là họ không muốn kể không? Nhưng mà thôi được rồi, nàng là ngoại lệ. Zedro kể cho ta nghe rằng tính mạng của chàng còn tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ một người bạn thường dân nghèo khó. Sau đó, ảnh hưởng bởi việc ngâm nước lâu khiến người ấy trở nên bệnh tật, ốm yếu. Trước khi rời khỏi thế giới này, cậu ấy để lại cho Zedro một kỷ vật mà chàng luôn đem theo bên mình, trân quý hết cuộc đời này. Nàng thấy đấy, chỉ là một sợi dây tầm thường, thậm chí là cũ rích, không đắt giá. Nhưng với ta thì không vàng bạc châu báu nào sánh được. Người bạn đó chắc hẳn đã rất yên lòng khi thấy chàng sống tốt, luôn nỗ lực để giúp đỡ những người xung quanh, không màng thân phận khác biệt. Thật không hiểu được tại sao vào những khoảnh khắc lãng mạn như vậy, nhất định sẽ phải có mưa gió bão bùng nhỉ. Ta chợt nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Nước mưa rất có thể sẽ khiến bột trên tóc của ta trôi đi. Đừng sợ, ta sẽ trở thành chiếc ô của nàng. Hỏng rồi, có thứ gì đó đang tan chảy trong trái tim ta rồi. Dù cố để che giấu, nhưng tình cảm là thứ không lừa dối được. Cảm xúc của ta đã thay đổi. Nhưng đúng lúc đó, công chúa thật sự quay trở về. Ta bảo người phá nát mọi thứ, mà ngươi làm gì thế này? Thôi không sao, đúng lúc lắm. Gã nhân tình bội bạc đã lừa dối ta. Cha nói đúng, chỉ có quyền lực và sự giàu có mới là vĩnh cửu. Gà là gà, công là công, đã đến lúc trả về đúng chỗ rồi. Cô ta nói rất đúng, ta không phải công chúa, có bắt chước thế nào cũng không phải là công chúa. Ta không xứng đáng sự tử tế của tất cả hoàng tử, ta phải về đúng chỗ của mình. Để đảm bảo không bị phát hiện là một người khác, công chúa bắt ta phải ở lại cho đến hết khi đám cưới diễn ra mới chịu trả hết khoản tiền như đã giao hẹn. Trái tim ta nhói lên khi thấy Lami ở bên cạnh người ấy. Ta nhận ra chàng chính là người mà ta đã đem lòng mến thương. Trong buổi lễ này, ba hoàng tử sẽ cầu hôn công chúa bằng những gì mình cho là quý giá nhất. Simon tặng chiếc chìa khóa vàng có thể mở ra kho châu báu vô tận của đất nước chàng. Leo tặng vương miện kim cương với ý nghĩa là nàng sẽ trở thành người quyền lực thứ hai đất nước. Zedro thì chỉ có một sợi dây chuyền cũ rích, vừa nhìn vào đã biết rẻ tiền, không giá trị. Labi cho rằng Zedro đang đùa bẩn mình, vô cùng tức giận. Tiếc thay, ta còn đang định chọn nhà ngươi đấy. Ngươi đang trêu đùa ta đúng không? Bằng thứ nhảm nhí rẻ tiền này. Lúc đó ta không làm chủ được cơ thể của mình nữa. Zedro sợ nước, chàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm nếu ta không làm gì. Dĩ nhiên là sau đó bí mật hai công chúa cũng bại lộ. Ta không biết gì hết. Là cô ta
Cô ta dám giả mạo ta để lẻn vào đây. Người đâu? Người đâu? Hả? Hết giờ nói gió rồi công chúa ạ. Cô gái của ta không thể nào khiêu vũ giỏi như cô được. Cũng không thể độc ác xấu tính như cô. Cô không phải nàng ấy. Đơn giản là không phải. Ồ, hay lắm. Khá khen cho tình cảm sâu đậm của ngươi. Vì con biết cô gái của các ngươi có biết ba chàng hoàng tử đối xử tốt với cô ta cũng chỉ là vì đặt cược xem ai là người chinh phục được không nhỉ. Còn ngươi, đây là toàn bộ số tiền ngươi được trả để giả vờ yêu thương ba chàng. Thế nào, đã đủ chưa? Hay còn muốn nhiều hơn? Ta còn biết làm gì nữa đây? Thì ra ngay từ đầu ta cũng chỉ là trò đùa của họ. Đúng, ta cần tiền. Mila này lớn lên trong trại trẻ mồ côi, rất nhiều người cần đến số tiền này. Chịu chút ấm ức, tủi nhục thì có là gì kia chứ. Ngoài số tiền đó, một sáng trại trẻ mồ côi của chúng ta nhận được tin báo được tài trợ một khoản tiền khổng lồ. Ta đích thân mang theo quà của lũ trẻ đến cảm ơn nhà hảo tâm. Không thể tin vào mắt mình được nữa, nhà tài trợ chính là chàng ấy. Người ta bao tháng ngày không thể quên. Trước tiên ta phải thú nhận, ban đầu quả thực ta tham gia vào vụ cá cược đó là vì tính háo thắng ngông cuồng. Nhưng sau đó ta thực sự cảm động trước sự chân thật lương thiện của nàng. Từ lúc nào trái tim đã không thuộc về ta nữa. Ta xin lỗi, ta không nên lấy tình yêu ra làm trò đùa. Thật tình thì ta vẫn muốn giận thêm một tẹo đấy. Nhưng trước cả khi kịp ngăn lại, giọng nói của chính ta đã đồng ý trở thành công chúa duy nhất của Zetro rồi. Vậy cuối cùng thì công chúa Lami sẽ lấy ai? Công chúa bị vương quốc cấm túc sau những gì đã xảy ra, nhưng ngay sau đó lại trốn đi cùng một anh lính hộ vệ. Lần này nàng ta lại tiếp tục cam đoan rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực rồi. Suy cho cùng cũng là một con người đáng ngưỡng mộ, vì không bao giờ thôi mất niềm tin vào tình yêu đích thực. Còn bạn thì sao? Nếu là bạn, bạn sẽ chọn hoàng tử nào? Nhìn kia, chiếc hộp thần kỳ trên tay cô gái xinh đẹp kia đang tạo ra rất nhiều kho báu chất đầy căn phòng nguy nga lộng lẫy này. Nhưng tại sao căn phòng càng chứa nhiều vàng bạc thì cô gái ấy càng trở nên già nua vậy? Hãy cùng qua phay đi theo tìm hiểu ngay nhé. Ngày xưa ngày xưa, ở một phương quốc nhỏ xa xôi, có hai chị em nghèo tốt bụng được mọi người yêu quý, tên là Ellie và Harper. Tuy cuộc sống nghèo khổ, phải đi mưu sinh nhiều nơi, nhưng hai chị em vẫn luôn cố gắng làm lụng và được mọi người yêu quý, cũng như dành tặng nhiều món quà được đặt cẩn thận trong cuốn sổ nhỏ. Nhưng gần đây mùa màng thất bát, dù hai chị em lao động vất vả cho các gia đình giàu có, nhưng thường xuyên bị làm thêm giờ, tiền lương ít, nên dần dần Harper bị kiệt sức, lâm bệnh nặng. Nhưng họ không có đủ chi phí chi trả cho tiền thuốc thang. Ellie rất thương em gái mình nên nàng cố gắng làm tất cả để chữa chạy cho Harper, nhưng không ai chịu cứu giúp họ. Giá như ta có thể giàu có như bao người khác và có đủ số tiền lớn để chữa bệnh cho Harper thì bắt ta đánh đổi gì ta cũng cam lòng. Bất lực vì không tìm kiếm được sự giúp đỡ, Ellie đành buồn bã trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Tuy nhiên, trên đường về nhà, nàng gặp được một bà lão đang bị thương ở trên đường nên vội vàng chạy đến giúp đỡ. Sau khi được Ellie cứu giúp, bà lão rất cảm kích và buồn bã khi nghe câu chuyện tội nghiệp của Ellie. Ta đây gần đất xa trời, hưởng nhiều vinh qua phú quý rồi, nên có báu vật này ta muốn tặng cho cháu vì tấm lòng cao cả vừa rồi của cháu. Chiếc hộp này có thể cho người cầm nó bất cứ thứ gì họ mong muốn. Tuy nhiên, mỗi lần ước, người đó phải đánh đổi một thứ gì đó trên cơ thể, như tuổi trẻ, sắc đẹp, dốc dáng, để tương xứng với nguyện cầu. Và trong quá trình thực hiện điều ước, cháu phải giữ chặt chiếc hộp này, không được để ai lấy mất nó. Vì nếu không thì cái giá và lời ước sẽ có hiệu nghiệm lên người khác. Ellie bán tín bán nghi trước lời nói của bà lão, nhưng nàng vẫn quyết định thử một phen. Ta ước
mình có đủ số tiền để chữa bệnh cho Harper, em gái của ta. Được, ta sẽ ban cho nàng điều ước này nếu nàng dám đánh đổi một phần của mái tóc dài cho ta. Ellie vừa hoảng hốt khi nghe thấy chiếc hộp đối chuyện, nhưng cũng vừa mừng rỡ đồng ý giao kèo. Ôi, chiếc hộp này thật sự đã giúp cháu có được số tiền lớn như này sao? Cháu cảm ơn bà rất nhiều về món quà này. Không có gì, cháu sử dụng nó theo những gì cháu cho là đúng nhé. Sau đó, Ellie mừng rỡ hạnh phúc rời đi, mà không biết bà lão đang nở một nụ cười nham hiểm ở phía sau rồi biến mất. Về phía Ellie, sau khi chữa khỏi bệnh cho em gái nhờ số tiền có được, nàng cũng rất muốn cho em mình cuộc sống giàu sang hơn nữa. Dần dần, nàng sẵn sàng đánh đổi khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng thanh thoát để có được một ngôi nhà rộng lớn cùng người hầu kẻ hạ cho hai chị em. Tuy nhiên, khi Ellie càng sử dụng chiếc hộp, thì tâm tính nàng càng thay đổi một cách tiêu cực và ham muốn giàu sang hơn. Ellie dần dần suy nghĩ rằng, việc tiếp xúc với những người lao động chân tay lắm bùn ở môi trường nghèo nàn chính là nguyên nhân Harper bị ốm, nên nàng nghiêm cấm không cho em gái qua lại với họ. Hơn nữa, vì Ellie có hiềm khích với những người giàu có trước đây, nên khi nàng trở nên giàu có hơn, nàng liền bắt họ làm tay sai của mình. Thậm chí, Ellie dần dần đánh mất đi sự tự do và hạnh phúc của chị em nàng, chỉ ở nhà ôm khư khư chiếc hộp điều ước vì sợ mất nó. Không những thế, nàng còn cảm thấy chiếc hộp hình như có hình ảnh và âm thanh kỳ quái, thoát ẩn thoát hiện mỗi lúc một nhiều hơn và khiến nàng bị mê hoặc bởi nó. Thời gian trôi đi, Ellie dần tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng như càng ngày càng có nhiều lời đàm tiếu, căm ghét gia đình hai chị em hơn. Tại sao em lại phải quan tâm đến những người đố kỵ kia nói gì về chúng ta chứ? Tất cả tài sản bây giờ là do chị tạo ra, không phải đồ trộm cướp, nên em không cần phải cảm thấy ăn năn hối lỗi gì hết. Nhưng mà để đổi lại cho báo như ngày hôm nay, chị đã hy sinh rất nhiều vì em. Em không muốn chị phải tiếp tục chịu đựng đau khổ bởi những lời đàm tiếu bên ngoài, cũng như trở thành một người ích kỷ như vậy được. Không, vì em, chị có thể làm tất cả. Và nếu em lo lắng rằng những người thấp kém kia làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của chị em mình, thì chị sẽ tạo ra một vương quốc riêng, khiến cho mọi người phải răm rắp nghe lời, dù cái giá chị phải trả phải là linh hồn của mình đi chăng nữa. Không phải như vậy đâu chị. Tuy nhiên, Harper lấy từ trong người cuốn sổ nhỏ khi xưa và cố gợi nhớ lại cho Harper những kỷ niệm tốt đẹp ngày xưa. Chị thấy đấy, chúng ta từng có khoảng thời gian nghèo khó, nhưng lại có rất nhiều tiếng cười và niềm hạnh phúc như thế này mà. Vì vậy Ellie, em mong chị có thể hiểu được, tiền bạc không quan trọng như sự hạnh phúc chúng ta từng có đâu. Khi Ellie đang phân chân về quyết định của mình, thì nàng bỗng nghe thấy lời dụ dỗ thôi miên của ai đó vang vọng bên tai. Đừng nghe lời của Harper, tất cả những gì nàng đang làm vẫn là muốn tốt cho em gái. Ai đang nói vậy? Chị Ellie, chị có sao không? Đừng đến gần chị lúc này. Hiện tại em gái đang còn nhỏ, chưa hiểu được sự giàu có và quyền lực sẽ trở thành người được tôn kính như thế nào, nên mới ngăn cản nàng thực hiện điều ước này mà thôi. À, phải rồi. Vì vậy, nàng phải chứng minh cho Harper biết có được những thứ đó thì giá trị thế nào bằng cách tiếp tục ước và hiến dâng linh hồn cho ta. Phải chứng minh cho Harper mọi thứ bằng cách hiến dâng linh hồn này. Nghe những lời ngon ngọt, Ellie thất thần bắt đầu nối điều ước với chiếc hộp rằng mình muốn có vương quốc riêng với cái giá là linh hồn của mình. Tuy nhiên, khi chiếc hộp bắt đầu tỏa sáng để lấy linh hồn của Ellie, thì Harper vội vàng giằng lấy nó và làm gián đoạn giao kèo. Vì vậy, cái giá mà chiếc hộp lấy đi lại chính là linh hồn của Harper. Lúc Ellie hoảng hồn tỉnh lại khỏi sự mê hoặc của giọng nói, thì cũng là lúc nàng phát hiện linh hồn em gái đã nằm trong tay của bà lão mình gặp lần trước, bây giờ đã hóa thân thành phù thủy. Hóa ra, bà lão chính là một mụ phù thủy chuyên đi thu thập tham vọng của người khác. Và mụ ta đã để ý đến ham muốn của Ellie, cũng như xác định Ellie là linh hồn thứ 100, giúp cho mụ có đủ quyền năng thống trị vương quốc. Một khi Ellie càng có nhiều ước muốn tham vọng và nghe theo lời dụ dỗ, thì linh hồn nàng sẽ càng tạo thêm sức mạnh hắc ám cho mụ ta. Nhưng vào phút chót,
mọi chuyện lại không như dự tính của mụ khi Haber xen ngang vào quá trình giao kèo và trở thành linh hồn. Nhóc con, ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Nhưng ta chắc chắn Ellie sẽ không bỏ mặc linh hồn của em bé nhỏ tội nghiệp mà sống trong giàu sang đâu, phải không Ellie? Phù thủy, ngươi muốn gì để trả lại linh hồn của em gái ta? Đương nhiên là linh hồn của ngươi rồi. Được, nếu vậy thì... Không được Ellie, nếu chị làm vậy thì phù thủy sẽ có được sức mạnh hắc ám để thâu tóm toàn bộ nơi đây. Ellie luôn yêu quý và sẵn sàng hy sinh vì ngươi, nên có chút chuyện ứa lại và đánh đổi linh hồn thì có khó khăn gì chứ? Hơn nữa, ngươi phải tự hào về chị mình, chứ không phải tỏ ra ngang bướng như thế này. Không, kể cả bây giờ chị ta có đánh đổi mạng sống của mình và mọi người chỉ để cứu ta, thì ta cũng sẽ rất đau khổ. Ta tin rằng chị ta cũng sẽ buồn khi nhìn thấy cảnh này. Chuyện này thì không đến lượt ngươi quyết đâu. Ellie, nhanh lựa chọn trước khi linh hồn của em gái ngươi mãi mãi thuộc về ta. Không, đừng làm hại em gái ta. Vậy thì mau ước nhanh lên. Ellie phân vân, vội vàng nhặt chiếc hộp lên và suy ngẫm về những lời nói của mụ phù thủy và Haber vừa rồi. Nhưng mà nếu bây giờ mình lựa chọn thay thế vị trí của Haber, thì em ấy cùng người dân sẽ phải sống trong đau khổ sau này dưới sự thống trị của mụ phù thủy. Nhưng ngược lại, nếu để mụ phù thủy bắt em gái mình đi thì không xứng đáng làm gì. Ta phải làm sao bây giờ? Nếu đã như vậy thì đành liều với điều ước cuối cùng này. Cuối cùng, Ellie cầm chiếc hộp trên tay và bắt đầu ước nguyện ước của mình. Sau khi nàng ước xong, linh hồn nàng bay về phía mụ phù thủy, khiến mụ ta vui mừng mà không đối hoài gì nữa đến linh hồn Haber. Trong lúc mụ phù thủy đang vui vẻ tiến tới chiếc hộp và chuẩn bị bá chủ thế giới, thì bỗng nhiên một luồng phép thuật màu vàng lan từ chiếc hộp đến cơ thể mụ và khiến mụ bị quá vàng. Hả? Hả? Chuyện gì vậy? Không! Quá ra, Ellie đã âm thầm nối điều kiện trao đổi với chiếc hộp rằng nàng sẽ chấp nhận trở thành linh hồn nếu người tiếp theo cầm chiếc hộp này sẽ hóa thành vàng nhằm tiêu diệt phù thủy và cứu mọi người. Vì vậy, khi bộ phù thủy có trong tay chiếc hộp, vô hình chung bộ đã kích hoạt điều kiện mà Ellie trao đổi. Cuối cùng, Ellie và những linh hồn của người khác cũng được giải thoát khỏi lời nguyền của phù thủy sau khi bộ bị tiêu diệt. Và Ellie cũng được đoàn tụ với Haber. Có điều, điều này cũng tương đương với việc toàn bộ gia tài của Ellie dần dần hoàn toàn biến mất. Chị xin lỗi vì những chuyện vừa qua. Chị đã hiểu tiền bạc cũng không là gì nếu thiếu đi em hay những ký ức hạnh phúc ngày xưa. Vì vậy, chị sẽ cố sửa lỗi lầm của mình và trở thành người chị tốt như trước đây. Chị đã có sự lựa chọn đúng đắn sau tất cả. Và em tin, với sự nỗ lực của chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp và gắn kết lại những mối quan hệ tốt đẹp trước đây. Sau đó, Ellie cùng Haber tiếp tục cuộc sống của mình, cố gắng làm lụng và chung sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Wow, hai chị em nữ thần mặt trăng và nữ thần mặt trời quả là yêu thương nhau quá. Hâm mộ tình chị em quá đi. Để gắn kết với nhau như bây giờ, họ cũng đã trải qua bao khó khăn cùng nhau đấy. Cậu có muốn nghe câu chuyện của họ không? Được, được, cậu mau kể đi. Nhanh lên. Xưa kia, ở trên bầu trời cao, nơi nữ thần mặt trăng và nữ thần mặt trời sinh sống, nơi mà hàng ngày hai vị nữ thần vẫn đem ánh sáng đến cho muôn loài, người dân rất biết ơn ánh sáng chói chang rực rỡ của thần mặt trời Hera vào ban ngày, nhưng lại có phần thích ánh sáng dịu dàng của thần mặt trăng Lina vào ban đêm hơn. Điều đó khiến thần mặt trời có chút ghen tị với em gái của mình. Nhờ có ánh sáng của hai vị nữ thần mà nhân gian không còn sợ bị bọn quỷ lũng loạn. Lũ quỷ thường hay hoạt động về đêm nên rất chướng mắt nữ thần mặt trăng vì ánh sáng của thần khiến chúng sợ không dám ra khỏi hang. Cứ như vậy thì không được. Nếu cứ như vậy mãi, chúng ta sẽ chỉ sống chui lủi trong hang một cách hèn mọn mà thôi. Chúng ta phải tìm cách đánh cắp viên đá mặt trăng. Nếu thành công, chúng ta sẽ là bá chủ thế gian. Đúng, đại dương nói gì cũng đúng cả. Nữ thần mặt trăng và mặt trời thường thay phiên nhau tới tẩm điện để điều khiển hai viên đá thần, khiến cho ánh sáng chiếu sáng khắp muôn nơi. Ngày hôm đó,
Sau khi đã hết khoảng thời gian 3 ngày, nữ thần mặt trời rời đi để em gái mình đến điều khiển viên đá mặt trăng tỏa sáng ban đêm. Trước khi rời đi, thần nhắc thấy bóng dáng dài tiểu quỷ lẻn vào tấm điện, nhưng vì sự ghen tị với em gái từ trước và ý nghĩ rằng bọn chúng sẽ không thể làm gì nên nữ thần thản nhiên bỏ đi. Sau khi nữ thần rời đi được, một lát nữa thì nữ thần mặt trăng hớt hải chạy tới. Chị Hera, viên đá mặt trăng của em không biết vì sao lại biến mất không rõ lý do. Bây giờ em phải làm sao đây chị? Viên đá biến mất khiến nữ thần mặt trăng không thể đem ánh sáng tới vào mỗi đêm. Lũ quỷ cũng vì thế mà lũng loạn làm càn. Nữ thần mặt trăng thì ngày càng yếu ớt đi. Nữ thần mặt trời lúc này nhận ra lỗi lầm của mình. Lina, tất cả là lỗi của chị. Chính chị là người đã gây ra mớ hỗn độn này. Chị Hera, chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết. Ngày hôm đó khi rời đi, chị đã thấy bóng của lũ quỷ lẻn vào tẩm điện. Nhưng vì khinh thường, nghĩ chúng sẽ không làm được gì. Và lúc đó có một chút ghen tị với em. Vì em được người dân yêu thương hơn chị, nên lúc đó chị đã lờ đi, chờ chúng đánh cắp được viên đá. Lina, tất cả là lỗi của chị. Chị không mong em tha thứ, chỉ mong em sớm khỏe lại thôi. Chị à, em không trách chị đâu. Chị mãi mãi là chị gái đáng quý trong lòng của em. Không được, chị không thể cứ trơ mắt nhìn em yếu đi như vậy được. Chị nhất định sẽ đi tìm lại được viên đá cho em. Lina, nhờ em ở lại cố gắng duy trì một chút ánh sáng cho muôn dân. Không được đâu, rời xa viên đá chị sẽ yếu đi. Em không thể nào để cho chị đi vào chỗ nguy hiểm như vậy được. Yên tâm đi Lina, chị sẽ không sao đâu. Chỉ cần cứu được em và mọi người, nguy hiểm mấy chị cũng không ngại. Vậy là nữ thần mặt trời bất chấp nguy hiểm lên đường tìm viên đá mặt trăng, chuộc lại lỗi lầm của mình. Sau khi để lại viên đá cho em canh giữ, nữ thần mặt trời rời đi với chút sức mạnh yếu ớt còn lại của mình. Cô khẽ nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay chỉ còn ánh sáng hiu hắt, khiến cho nữ thần mặt trời lại càng muôn phần hối hận hơn. Mình phải mau chóng tìm ra viên đá thôi. Cô cố gắng đi thật nhanh về phía dãy núi cao nơi bọn quỷ sinh sống. Nữ thần băng qua khu rừng và bị chặn đứng bởi một dòng sông nham thạch. Nữ thần cố thử dùng chút sức yếu ớt của mình, nhưng không sao lay chuyển được dòng sông. Cô chợt nảy ra một ý. Cô dùng hết sức mình vận chuyển những tảng đá to lớn đẩy xuống lòng sông, rồi nhảy lên đá băng qua sông. Đến viên đá cuối cùng, vì lòng sông sôi sục nên viên đá lung lay. Cô suýt chút nữa trượt ngã, may thay cô nhanh chân nhảy được lên bờ. Nữ thần đi tiếp đến ngọn núi cao hun hút và dùng sức trèo lên. Cô đã mấy lần suýt trượt chân, nhưng may rằng bám được vào dây leo bên vách núi và trèo lên an toàn. Lên đến đỉnh, cô mau chóng bước vào hang và bị bọn quỷ bao vây. Xem ai tới kìa. Hera, giờ đây cô chỉ là một nữ thần yếu ớt. Cô nghĩ có thể đánh bại được bọn ta sao? Bọn ta sẽ tiêu diệt chị em cô và nhanh chóng đuốt những thế gian thôi. Ngươi đừng hòng làm gì. Nữ thần mặt trời tức tối xông lên chiến đấu với lũ quỷ, nhưng lúc này cô không phải đối thủ của chúng. Cô bị chúng đánh trọng thương rồi trói lại. Quỷ dương châm một mồi lửa quỷ ném xuống chân cô. Ngọn lửa bén dần khiến cô bỗng rát. Ta sẽ đập vỡ viên đá này. Kể từ giờ, dân gian sẽ không bao giờ tìm lại được ánh trăng nữa đâu. Bầu trời bỗng chốc rung chuyển. Thần mặt trời gào lên trong đau đớn.
Lúc này có một ánh sáng bao quanh cô khiến cô giật đứt dây trói và lao tới phía viên đá đỡ được nó. Mặc cho lũ quỷ tấn công, cô vẫn ôm chặt viên đá, nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị hất văng ra và viên đá bị quỷ dương dẫm nát. Đúng lúc này, nữ thần mặt trăng cũng vì viên đá dở ra mà suy yếu cùng kiệt. Nhưng cảm nhận được chị mình đang gặp nguy hiểm, cô vẫn cố dùng chút sức cuối cùng để đẩy viên đá mặt trời đến cho chị. Nữ thần mặt trời ngồi bên viên đá dở gục khóc. Cô nghĩ đến hình ảnh em gái yếu ớt, muôn loài lâm nguy mà nước mắt trào ra. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống viên đá, khiến những mảnh đá bay lên và chập lại. Đúng lúc này, đá mặt trời cũng từ đâu bay đến. Hai viên đá chập vào làm một. Một ánh sáng bao quanh nữ thần mặt trời, sức mạnh quay lại. Đúng lúc này, một phần sáng cũng bao trùm cả không gian. Nữ thần mặt trăng hiện ra sát cánh bên chị. Hai cô gái phối hợp một đòn đánh bay quỷ dương và lũ quỷ, trả lại bầu trời đêm sáng rực cho nhân loại. Sau khi đánh bại lũ quỷ, Hera mang viên đá về trả lại cho em gái. Hai chị em trao nhau cái ôm ấm áp. Nữ thần mặt trăng và mặt trời quay trở lại. Kể từ đó, nhân gian sống trong yên bình thịnh vượng. Ở vương quốc Madara, một tòa lâu đài tráng lệ, có chàng hoàng tử tên là Philip. Chàng rất nổi tiếng với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của mình. Tất cả các cô gái khi gặp Philip đều say mê trước nhan sắc của chàng. Ôi hoàng tử Philip tuấn tú làm sao, ước gì ta có thể làm vợ của chàng. Juliet, một phù thủy khét tiếng độc ác dứt dùng, cũng không ngoại lệ. Mụ liên tục xuất hiện bên cạnh, nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ, lôi kéo hoàng tử. Nếu chàng làm chồng của ta, ta sẽ ban cho chàng có được sức mạnh tối cao không ai sánh bằng. Tránh xa tôi ra, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi không có tình cảm với bà. Khi bị từ chối, phù thủy hết sức tức giận, nhưng mụ ta không hề làm hại hoàng tử vì mụ thực sự rất yêu khuôn mặt của chàng. Cách cung điện không xa, có nàng Louis xinh đẹp nhất làng. Tất cả mọi người, ai ai cũng phải trầm trồ trước nhan sắc của nàng. Chồng của nàng là Adam. Thế nhưng anh ta đau ốm bệnh tật triền miên, khiến cuộc sống của Louis luôn chìm trong thấp thỏm lo âu. Nàng đã tìm đủ mọi cách để cứu chữa, nhưng bệnh tình của Adam vẫn không thuyên giảm, ngày một yếu dần đi. Trong lúc Louis đang tuyệt vọng, không biết làm thế nào để cứu giúp Adam, thì mụ phù thủy Juliet xuất hiện. Ta sẽ giúp chồng ngươi khỏi bệnh ngay tức khắc, nhưng đổi lại, ngươi phải cho ta nhan sắc của ngươi. Thế nào cô gái xinh đẹp? Mặc dù có đôi chút do dự, nhưng nàng đành chấp nhận với lời đề nghị này, vì đó là cách duy nhất để cứu chồng nàng lúc này. Ta đồng ý với bà, làm ơn hãy giúp chồng ta, chàng ấy sắp không chịu được nữa rồi. Mụ ta cười đắc ý, hút lấy nhan sắc của Louis, khiến nàng trở thành cô gái xấu xí. Trên gương mặt xuất hiện vết nám, khiến ai nhìn cũng khiếp sợ. Sau khi có được nhan sắc tuyệt trần của Louis, mụ ta vô cùng vui mừng, lấy lọ thuốc thần đưa cho Louis rồi rời đi. Louis vội vã đem thuốc thần cho chồng uống, và thật bất ngờ, chồng nàng đã tỉnh lại, hoàn toàn khỏe mạnh. Quá xúc động, Louis liền chạy đến định ôm lấy Adam, nhưng ngạc nhiên thấy Adam lại khó chịu đẩy ngã Louis. Ngươi là ai? Em là vợ chàng Louis đi. Không, vợ ta không thể xấu xí như thế này được. Cậu nhanh đi đi. Louis bàng hoàng không tin vào tai mình. Ngươi hãy đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Bên này, mụ phù thủy Juliet, sau khi có được diện mạo mới, mụ ta liền tìm đến hoàng tử với hy vọng chàng sẽ say đắm mình. Vợ ta đã có được sắc đẹp tuyệt trần, chàng đồng ý cưới ta nhé. Không bao giờ, người hãy từ bỏ ý định đó đi. Bị hoàng tử một mực khước từ, khiến mụ ta vô cùng tức giận. Nhất thời không kiểm soát được sức mạnh, nên đã vô tình làm cho chàng bị thương.
Ôi không, gương mặt đẹp trai của ta. May mà vẫn không sao. Hoàng tử sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy khỏi cung điện. Vì kiệt sức nên chàng đã ngất liệm đi bên một dòng suối gần đó. Về phần nàng Louise, sau khi bị đuổi đi, nàng đành tá túc tại một hang động gần suối, nhìn gương mặt mình trong làn nước. Louise càng trở nên tự ti về bản thân mình hơn. Gương mặt xấu xí này, Adam sao dám lại gần ta chứ? Bỗng từ xa, nàng nhìn thấy chàng hoàng tử Philip đẹp trai nổi tiếng khắp vương quốc đang trôi dạt trên dòng suối. Không một chút do dự, nàng liền cứu hoàng tử và đưa chàng về chỗ ở của mình. Tại đây, nàng liên tục ân cần chăm sóc cho hoàng tử. Nhìn hoàng tử, nàng nhớ đến người chồng Adam của mình, khiến lòng nàng lại càng đau đớn. Bất ngờ hoàng tử tỉnh lại, nàng vui mừng đỡ chàng hoàng tử Philip dậy. Tại sao ta lại ở đây? Ta thấy người đang trôi dạt trên con suối kia nên đã đưa về đây. Cảm ơn nàng đã cứu giúp. Nàng quả là một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Vì sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên hoàng tử đành phải ở lại hang động với Louise cho đến khi khỏe lại. Sau nhiều ngày tiếp xúc, Philip cảm thấy Louise là một cô gái vô cùng tốt bụng, khiến chàng dần dần xung động trước nàng. Khi biết được câu chuyện của nàng, chàng càng cảm thấy thương cảm và muốn che chở cho nàng. Liệu nàng có muốn ở bên cạnh ta? Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, chăm sóc nhau đến cuối đời. Nàng Louise bất ngờ trước tình cảm của hoàng tử, nhưng nàng đã từ chối vì lòng nàng chỉ chung thủy với chồng là Adam. Cảm ơn tấm chân tình của hoàng tử, nhưng ta không thể phản bội chồng mình được. Mặc dù rất buồn, nhưng muốn người mình yêu được hạnh phúc, hoàng tử liền nghĩ cách giúp đỡ nàng. Chàng đưa Louise về cung điện, cho người trang điểm, thay váy áo lụa là, làm tóc, khiến nàng Louise trở nên xinh đẹp hơn bội phần. Louise cảm ơn hoàng tử rồi vội vã rời khỏi cung điện, quay về tìm Adam. Hoàng tử Philip nhìn nàng đi khuất, chàng buồn bã thở dài, thầm chúc nàng hạnh phúc. Louise gặp Adam trong diện mạo mới, khiến hắn ta hết sức ngạc nhiên. Hả? Louise, người vợ xinh đẹp của ta, nàng đã trở về rồi, ta đã rất mong nhớ nàng. Bất chợt trời đổ mưa to, khiến cho lớp phủ phấn trên gương mặt của Louis bị trôi đi. Adam sững người, chứng kiến vết nám trên mặt Louis xuất hiện trở lại. Hắn lại thay đổi sắc mặt về biểu cảm của Louis. Ngươi định lừa ta sao? Không, không phải như chàng nghĩ đâu. Nhưng Adam không chịu nghe, liên tục miệt thị rồi đuổi nàng đi một lần nữa. Đang ủ rũ rời đi, Louis không biết rằng hoàng tử Philip vẫn luôn đi theo và quan sát mọi việc. Nhìn nàng đau khổ vì Adam, chàng càng đau gấp 10 lần. Bỗng một người phụ nữ đi đến cạnh hoàng tử. Chà, thật đáng tiếc. Nếu như cô gái ấy có được bó hoa cầu vồng trên đỉnh núi Annapurna thì đâu bị ruồng bỏ như thế kia. Người nói gì? Hãy nói rõ ràng cho ta xem. Thưa ngài, ở ngọn núi xa xôi trên đỉnh Annapurna có một bông hoa cầu vồng kỳ bí. Người nào có được bông hoa đó thì sẽ trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng bông hoa đó không phải ai cũng hái được, chỉ có những người có tư duy cao quý mới chạm vào được thôi. Sau khi biết được điều đó, vì người mình yêu, hoàng tử Philip lập tức lên đường. Đường đến đỉnh núi Annapurna vô cùng trắc trở và nguy hiểm. Chàng phải băng qua khu vực đường lửa nóng nhất, tiếp đó là con đường băng giá lạnh đến thấu xương. Sau khi trèo lên được đỉnh núi Annapurna cao khuất hiểm trở, cuối cùng chàng cũng đã thấy được bông hoa cầu vồng. Có được bông hoa, chàng nhanh chóng quay về để đưa cho Louis. Hả? Sao chàng lại ở đây? Hoàng tử cầm bông hoa cài lên mái tóc của Louis thì bất chợt cơ thể nàng tỏa ra một phần hào quang. Khuôn mặt xinh đẹp của Louis cũng được khôi phục trở lại. Louis vội vã quay về gặp Adam mà không hề nhận thấy trên gương mặt hoàng tử cũng đang có vết nám giống hệt nàng. Louis đứng trước mặt Adam xinh đẹp tuyệt trần, nhưng kỳ lạ thay, Adam cười lớn hóa thành phù thủy. Các ngươi là một lũ ngốc nghếch. Mụ cướp lấy bông hoa trên tóc Louis rồi cài lên tóc của mình. Mụ lập tức trở nên xinh đẹp. Hóa ra năng lực hút nhan sắc người thường của mụ chỉ có tác dụng thời gian ngắn. Chỉ có bông hoa mới giúp mụ có được vẻ đẹp vĩnh hằng. Vì bông hoa cầu vồng kia, chỉ những người có tấm lòng thánh thiện mới có thể đi lấy nó về được, nên mụ mới lên kế hoạch để hoàng tử đi lấy giúp mình. Adam, chồng của ta đâu? Ngươi đã làm gì chàng ấy? Ngươi vẫn còn tiếc rẻ kẻ bội bạc kia ư? Thứ hắn muốn chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của ngươi thôi. Chỉ cần dụ dỗ một chút là hắn ta đã dễ dàng sập bẫy để ta có được khuôn mặt của hắn.
Hắn có lẽ chẳng dám quay về với khuôn mặt gớm ghiếc ấy nữa đâu. Ngươi đúng là ngu ngốc mới tin rằng hắn ta yêu ngươi thật lòng. Người thật lòng với ngươi thì ngươi lại chẳng nhận ra. Ngươi và Philip đều ngu ngốc giống như nhau. Lúc này Louis mới đau khổ nhận ra vì sự mù quáng của bản thân khi hết lòng chung thủy với Adam mà không cảm nhận được tình cảm của chàng Philip dành cho mình. Lúc này mụ phù thủy gian ác dùng hết toàn bộ sự căm phẫn, dùng lực chuẩn bị kết liễu Louis. Bất ngờ hoàng tử từ đâu chạy vào đỡ đòn phép cho nàng. Ngươi làm gì vậy? Tại sao lại bảo vệ cho kẻ không yêu ngươi chứ? Trong khi ta đã làm tất cả mọi thứ nhưng ngươi lại luôn từ chối. Kẻ mù mù nguy hiểm như ngươi không xứng đáng có được tình yêu. Dù gương mặt xinh đẹp lên như thế nào thì ngươi cũng chỉ là một kẻ độc ác khiến người ta ghê sợ. Được lắm, vậy hai ngươi cùng xuống địa ngục mà yêu nhau đi. Nói rồi mụ tạo phép để kết tiểu luôn cả hai người thì bất chợt bông hoa cầu vồng trở nên tối sầm lại. Hóa ra bông hoa chứa đựng một loại ma thuật chỉ có tác dụng với người hiền lương, còn với những người có tâm địa độc ác sẽ khiến bông hoa phản tác dụng. Dưới sức mạnh của bông hoa, mụ phù thủy lập tức tan biến hoàn toàn trước sự ngỡ ngàng của Louis và Philip. Sau cùng Louis bị tình cảm chân thành của Philip làm cảm động, Philip một lần nữa ngỏ ý với nàng Louis, chàng quỳ xuống cầu hôn nàng. Giờ ta đã không còn là hoàng tử đẹp trai nữa, nhưng ta vẫn yêu nàng bằng cả trái tim của mình. Nàng có thể cùng ta sống đến cuối đời hay không? Vâng, em đồng ý. Xin lỗi và cảm ơn chàng vì tất cả.